chấn động quả địa cầu. Người đàn ông nhỏ bé này từng hạ một con rắn hổ mây khoảng 15 kg với chiều dài gần 10 mét. Hơn 20 năm trong nghề hạ rắn, chú đã tập luyện rất chăm chỉ, bộ môn đã xà quyền. Phương Bắc thì có võ tòng hạ hổ, còn phương Nam thì có chú Nam hạ rắn. Với những chiêu thức điêu luyện như thế này thì rắn to cỡ nào chú cũng hạ được trong vòng một nấc nhạc. Nào là dùng tay không, nào là dùng khăn rằn. Rắn to tầm 20 kg đổ lại mà gặp chú Năm thì chỉ có nước, 7 món xào chua ngọt, xả cây cuộn tròn, phi lê ướp ngũ vị hương hoặc xào lá cách, vân vân và vân vân. Câu chuyện người đàn ông nhỏ bé hạ rắn to 15 kg, dài gần 10 mét với những chiêu thức gia truyền là như thế nào, bây giờ xin mời quý cô chú và anh chị cùng theo dõi hết video để hiểu rõ thêm câu chuyện. Ừ, chào chú Năm nha. Chào chú Năm. Đúng. Dạ. Cảm ơn. Chú Năm đang làm gì vậy? Đang là coi giếng rồi dạ. Chơi, khám phá chơi. Vậy hả? Mình nhìn chơi có gì đâu. Mình bữa con nghe mấy cô ở đầu đường nói chú Năm đây thấy mấy con rắn to lắm hả chú Năm? Rắn thì có sao không? Ở đâu chú Năm? Sao hè chùa này cũng có nè. Vậy ha. Đấy. Trời ơi, bạn mấy con rắn là rắn gì chú Năm hả? Nó hổ mây không à. Hổ mây không hả chú Năm? Đúng. Bự không chú Năm? Nó khoảng không có lớn nha. Dạ. Chứ không có bự. Ghê chú Năm. Ừ. Chú Năm bước bước xuống đây chú Năm kể con nghe coi. Chặt quá. Có gì đâu khó. Trời ơi. Cái gì mà rắn. Năm nay là chú Năm bao nhiêu rồi, bao nhiêu tuổi rồi? Tôi mới gần 70 à. Mới gần 70 mà sao còn khỏe vậy chú Năm? Trời ơi, khỏe đâu, đi chú núi. Mạnh dữ trời. Tính bữa nào mà tới nắng là đi núi rồi nè. Lên núi luôn ha. Đi núi. Làm gì chú Năm, lên núi làm gì chú Năm? Đi kiếm tiền. À. Kiếm tiền là kiếm cái gì nói chú Năm? Hả? Kiếm tiền là đi củi rồi hay sao? Không có. Tôi kiếm chuyện khác. Gì? Tôi lên gần tới giờ đó. Kiếm rắn nghe. Không phải. Đó. Tôi lên gần tới giờ đó. Ờ. Là bữa chú Năm gặp rắn là rắn gì đâu? Chú Năm kể nghe cái rắn gì chú Năm? Rắn là lúc tôi ở gặp chùa ối rắn hổ mây không à. Hổ mây hả chú Năm? Hổ mây mà. Dạ. Yeah. To không chú Năm? Rắn tại đó giờ nó cũng cỡ ba lớn vậy nè. Đâu đâu ba lớn chú Năm, ba lớn. Cỡ bằng cái thùng phích tôi đặng đó. Đâu đâu chú Năm dẫn con lại thùng phích chú Năm coi. Trời ơi. Nghe bà con ở đầu đường nói là chú Năm gặp mà chú Năm đấu luôn mà, đấu nó luôn mà đúng không? Sao hè tôi bán con 3 kg. Trời ơi. Ôi ôi, chú Năm dám chơi nó luôn chú Năm. Có gì sợ. Ơi. Vậy là chú Năm có nghề rồi. Đâu có nghề. Không có nghề sao chú Năm lụm được hay vậy? Lụm chứ. Ôi. Dòng quéo mình chặn nó xuống. Dạ. Chụp đầu nó liền thì đuôi nó quánh thì mình đỡ liền. Đỡ sao chú Năm? Ừ. Làm sao chú Năm? Chú Năm làm cho chú Năm lại con coi. Thì mình chụp xuống thế này nè. Dạ. Thì sao đuôi nó quánh thì tay mình đỡ liền. Dạ. Đỡ nó gạt xuống liền. Dạ. Đó, rồi tay mình hốt lên cái chụp nó xuống đạp liền. Ừ. Chứ có ở đâu sợ. Là cái đó là cái bài của chú Năm luôn ha. Không phải bài mà tại vì cái môn của nó đi là vậy. Dạ. Là cái đó là gọi là võ quýnh rắn riêng hả chú Năm? Ừ, giống ở đây. Trong ngày của người ta. Dạ. À. Thấy không? Dạ. Đúng rồi nha. Như chú đứng vậy. Dạ. Chú thủ chú quánh tôi vậy. Dạ. Thấy không? Dạ. Nó rõ luôn. Như chú giọng thử coi. Giọng gì hả chú Năm? Ừ đúng, giọng ngay mặt luôn. Đúng không? Thử coi. Giọng đỡ là kéo liền. Ừ, nhưng chú Năm kéo còn chết. Giọng kéo ngay cái ngực liền. Lên liền hả chú Năm nghe. Kéo quá phát liền liền. Ui trời ơi, không chịu nổi luôn. Chú Năm đúng rồi. Rồi chú Năm làm thử con bài con coi thử chú Năm. Chú Năm đi cái dài đường quyền coi chú Năm. Nếu ta đứng. Dạ. Nếu ta đứng trước mặt mình. Dạ. Nếu ta tấn công. Dạ. Mình kéo quánh liền. Nè, đằng này quánh liền. Dữ chứ. Đánh vô quánh liền. Chẳng liền. Không kéo chỏ liền. Kéo chỏ. Ừ, chứ có đâu sợ. Tấn mình là phải mình chắc hả chú Năm? Phải trùng xuống gì hả chú Năm? Đúng, mình phải mình đứng thế thủ là vì. Dạ. Ừ, đó phải không? Hai giờ phải cúm vô gì chú? À. Ừ, đó, tấm vô, đứng thẳng được. Rồi xong. Dạ. Bắt đầu ta đăng trước, ta tấn công mình. Dạ. Thì mình đâu có sợ. Ừ. Nó tấn công mình thì. Quất liền. Đem kéo quánh, đỡ lấy gấu liền, vô ngực liền. Trời ơi. Đâu có để, ở trên tay này phát ngang. Ngang cành hàm này nè. Quất là cái quyệt liền hả chú Năm? Quất ngay chỗ quyệt chứ quánh á. Chú Năm có một chiều quýnh rắn. Chú Năm, chứ đâu có... chú Năm ơi. Chú Năm hình như hôm bữa con có nghe chú Năm nói là một có một chiều vỏ mà đánh rắn sao chú Năm? Quánh sao chú Năm? Lúc mà chú rắn á. Con rắn mà to bằng cái cây hút lốt đó chú Năm. Ghê chú Năm, rắn to hút lốt không chú Năm? Gì vậy? Cái gì rắn dữ vậy? Thì chú Năm kể đó. Rắn ở đây cỡ thùng. Bằng cái phích kìa, phích đỏ đó đó. Trời ơi. Chú Năm con rắn nào mà to bằng cái phích kia chú Năm? Rồi sao chú Năm lượm được nó? Có khó đâu. Rồi. Ăn thua mình chấn nó. Chấn sao chú Năm? Chấn. Ví dụ cái con nó to bằng cái phích màu đỏ luôn hả? To đúng. Dạ đâu, bữa là chú Năm nó là mình phải lột áo ra. Dạ. Phát liền. Dạ. Phát liền thì bắt đầu là phát cái áo gì, phải không? Ừ. Nó phóng liền. Nó phóng là hốt là liền. Phải không? Hốt, hốt là liền. Thì bắt đầu mình giặt nó xuống liền cái một. Bắt đầu dò đây nè. Nó tay nè, chặt ngang liền. Ui. Chứ không chặt sao được. Chặt
là chặt ngay cái mình nó luôn hả chú Năm? Đúng, chặt. Ồ, đừng cho nó gãy xương sống luôn. Rồi vậy? Ừ, cho nó gãy xương sống mới bắt nó được. Chú không gãy xương sống nó sao bắt nó được? Nó dài không chú Năm? Nó sẵn 5-6 thước à. 5-6 thước à? Ừ, 3 kg còn phải 6 thước, 4 thước, 4 thước nằm rồi đó. Còn cái con mà chú Năm bữa chú Năm nói bằng cái phích màu đỏ này là bự không? Nó nằm ở đây nè. Nằm ở đây à, chỗ nào chú Năm? Chỗ nào? Chỗ sao hà chùa nè. Sao chùa ha? Ừ, chỗ đó có hang nữa. Còn đâu? Có hang luôn chú Năm. Giờ mình đi lại mình gặp chú hai. Em dám chung không? Dám. Chú Năm có dám vô cái hang sao? Sao chú Năm? Không, tôi không vô. Sao vậy? Sao vậy? Bị rắn vô đó tôi chết biết nhiều con rồi. Trời ơi. Ý là chú Năm sợ ha? Không phải sợ mà bị xuống đó nó sâu. Dạ. Nó sâu với cho kẹt, trong kẹt nữa chú làm không lợi nó. Ừ. Hiểu không? Nếu mà giờ mời ba chú cháu mình xuống mình làm lại không ta? Chứ các bạn bị trong kẹt không? Làm trong sao kẹt không? Ơi. Mà nó to lắm hả chú Năm? Nó to làm sao chú làm lại? Phải không? Nó to cỡ bằng cái nào? Phích này nè. Trời ơi. Trời ơi trời. Chứ phải vừa đâu. Thì con này chắc phải dài dữ à. Dài chứ. Con này còn mấy mét chú Năm? Con đâu khoảng gì phải nó rẻ gì cũng 5 mét đổ lên á. 5 mét đổ lên? Ừ. 5 mét lâu lên là nó dài dữ lắm. Nếu mà 5 mét là bằng từ đây lại tới tới cái ngoài đó lần đó. Tới cái ngoài đó. Vậy là nó khoảng nặng bao nhiêu ký chú Năm? Nó hả? Dạ. Nếu con đó khoảng chừng là 20 ký chứ lại 15. Sao bằng cái phích nào sao nó nhỉ vậy? Ừ. Đâu có nặng không? Thấy vậy chứ đâu có nặng. Rắn 3 kg ba lớn chứ nhiều. Ừ. Không, bằng phích này con đón cái bìu cũng 40-50 ký chứ. Không có đâu. Là bữa đó chú Năm gặp nó làm sao? Trời ơi. Chú Năm đi đâu mà gặp? Đi đâu đâu, tôi lúc nhà tôi ở chỗ sau hè chùa đó bên Nguyễn Tài ngang qua đó. Tôi cất nhà đó thì chiều thì ổng lên, ổng hướng sườn á. Ừ. Chiều lên thì qua miễu thì gặp rồi ổng tuột xuống hang lại rồi. Vậy ha, là từ đó tới sao là chú Năm về nhà qua đây luôn? Đâu phải, đi đất đó tôi mượn. Dạ. Tôi mượn tôi ở, rồi sau này tôi mới đi, rồi tôi về Tà Lọt, thời gian tôi về đây tôi mua đất này tôi mới ở. Cái ông đó ổng màu gì hả chú Năm ha? Màu vàng không à? Ủa? Không may mà màu vàng hả chú? Ừ, màu vàng. Chứ đâu có phải màu trắng được. Yeah. Ủa, con tưởng màu đen chứ? Đâu có, màu đen là rắn hổ. Hổ? Ừ. Còn không may là màu vàng hả? Màu vàng không à? Nếu đúng không may nó chú dòm như trái may mình đi đó. Dạ. Yeah. Ủa lại ta? Ừ. Sao kia nó hổ đen, hổ may là... Con tưởng hổ may là màu đen đen xám xám chứ? Không phải. Không phải đâu. Dạ, không may màu vàng hả chú đâu? Màu vàng không à? Dạ. Kỳ ta. Cái lần mà đỉnh điểm mà chú Năm hạ được con hổ mây là con đó mấy ký chú Năm? Con đó khoảng 10 mấy ký à. Trời ơi trời. Còn con ở đây tôi bắt là 3 ký rưỡi nè. Là chú Năm hạ được con 10 mấy ký luôn hả? Ừ. 10 mấy ký luôn? 10 mấy ký. Là chú Năm hạ làm sao? 2 người lận. 2 người là chú Năm với ai nữa? Tôi với ông anh hai tôi. Dạ. Là chú hai ha. Ừ. Là bữa đó hạ sao chú Năm kể con nghe chơi coi. Ở dưới đường đi lên gì nè. Yeah. Ở chảnh bị xuống, bắt buộc chú phải bắt. Yeah. Chứ chú không bắt chú không được. Yeah. Ông lẹ lắm, bằng ngày thấy gì chứ ông lẹ lắm. Có bằng đêm thì ông chậm nghe. Yeah. Kéo đầu, cái anh hai tôi phát ra rồi. Anh đứng là đụng thầy gặp thứ dữ rồi. Thì trên ổng đang đứng, ổng sừng lên đó, ổng đứng, ông hạ họng chờ mình đó. Hạ to chứ nằm. Chờ luôn. Ờ, không chờ chứ. Á không bự đây nè, để chờ chú nhúc nhích là nó không phóng liền. Ôi. Trời cũng lẹ lắm, nó phải vừa đâu một ngày á. Thì bắt đầu đâu có gì khó. Bởi đi núi một là cầm cái cây, hai nữa. Người ta thấy chú khắc cái khăn gì trên đầu, đâu phải gì. Người ta thủ trên đó, là gì khắc khăn đầu. Ở đầu chú mới là còn không đó, chú không chú nhớ gặp rồi đó. Chú phải lột áo ra. Ừ. Chú đứng chú chịu đó, chứ chú không nhúc nhích đó, chú lột áo ra rồi. Thì chú lột áo xuống cầm xuống thì nó vẫn đứng nó nhìn thôi. Nó phát nó một cái gì nó phóng liền đó. Trời ơi. Ừ. Phát một cái rụng vừa đứng. Phát cái gì nè. Phóng đây chụp liền. Ừ. Có ở đâu? Ngũ chảo công hả chú Năm? Hả? Cái này là cái... Ngũ chảo. Cái tên nó là gì chú Năm? Không may không à. Ý là cái chiêu này nè. Cái bài võ. Cái bài võ. Cái đó không nói được. Dạ. Ủa, bí mật ha. Bí quyền. Ừ. Gia truyền. Nói, ừ. Dạ. Đó. Là cho nên mình hốt lên gì. Dạ. Thì mình chụp nó liền. Dạ. Thì mình giặt nó xuống là ở sau cái đuôi nó quánh liền đó. Quánh, rồi chú Năm đỡ làm sao? Đỡ sao? Ở sau anh hai tôi. À. Tôi kêu anh hai tôi, anh sao anh coi đỡ. Thì anh coi anh chụp đó nghe, để quánh liền đó. Là nó quánh vô mình nó, chẳng nó quánh đó, chứ không có chừng á. Nó khéo lắm. Thì chụp xuống liền, thì quánh liền anh hai tôi sao anh chụp. Đây chụp đầu tôi đè xuống. Dọ đây chấn liền thì một đối đi liền. Ồ. Chứ nó phải vừa. Hai anh em mới bắt. Cái khăn là cái khăn kia đúng không chú Năm? Đúng rồi. Đúng không? Khăn nào? Ồ.
Rồi lúc đó là đó, thì chú Năm lấy cái khăn kìa. Đi núi á. Chú Năm thử đi, lấy cái khăn chú Năm thử làm cái chiêu đó thử lại còn nữa. Rồi, mình rồi. Đi núi gì nè. Năm quấn. Đó, nói gì đó. Rồi chú Năm quấn gì đó. Để xong. Để coi nè. Quấn gì cái. Thử rút cái khăn là chú Năm quấn nè. Quấn khăn sao chú Năm bây giờ mình gặp quấn khăn sao? Thì nó đang đứng với chú vậy thôi. Dạ. Đó. Dạ. Thì bắt đầu mình phát gì cái nó phóng liền. Nó phóng vào tay này mình hốt liền. Dạ. Phải không? Tay này hốt cổ liền. Giật xuống thì đuôi nó quánh liền. Đuôi quánh sao anh hai tôi nói coi chừng thì ông chụp cái đuôi xuống liền thì mình nằm xuống xuống chỏ liền ôi chứ đâu có để xuống chỏ liền giò này đạp luôn tấn công kẹp nó ha kẹp đè xuống nha đạp xuống luôn xuống gấu xuống chỏ luôn nè xuống chỏ luôn rồi nằm sát xuống thì hai cái gấu mình đè nó luôn rồi chấn xuống luôn chấn luôn anh hai tôi chụp sau lưng rồi đâu có dãy được mình nắm cổ rồi đâu dãy mà đè bắt được đè bắt nó được chứ không phải dễ bắt đâu trời mười bự vậy rồi hai anh em là khiêng về luôn khiêng về luôn chứ rồi. Làm cái gì rồi giờ ở đâu rồi chú Năm hả cái ông ở đâu rồi ông hổ mày ở đâu rồi hổ mày nó đem về bằng thịt luôn à chứ để làm cái gì còn lưỡng một... lưỡng luôn lưỡng luôn hả chú Năm mà thấy thịt không may không ngon yeah. Không bằng hổ đất đâu là chú Năm lưỡng luôn rồi ha ừ. Xương chắc to hả chú Năm ha ừ. Xương mà đó giờ chú Năm hạ được bao nhiêu con rồi chú Năm chỉ con đó chứ sao con ở trong nhà chùa là 3,5 kg ba ký rưỡi là nhỏ nha nó nhỏ ừ. Mười mấy ký còn hạ được mà 3 kg dắt chú Năm thổi cái té gì hả thì có mình anh tôi hả dạ yeah. Vậy là còn cái ông mà có cái fit này là chú Năm đấu không nữa thôi chú Năm cái fit là sợ rồi chú Năm chịu không nói cái fit của mình anh cũng không có làm không không nó phăng xuống hang là chú Năm ừ. Chạy luôn mà mình anh xuống là chịu không nổi đâu nó cao luôn hơn chú Năm rồi nó quấn chịu nó quấn rồi là chú dậy không có nổi là chú Năm đi luôn á thiệt á chú Năm ấy là chú Năm đi luôn á phải biết tự lượng sức mình luôn còn con Trăng ở đây thì dễ bắt Trăng dễ bắt hả chú Năm dễ ạ ha Trăng dễ bắt hả dễ ạ ha ủa vậy là chú Năm đối đầu với Trăng luôn rồi hả trời ơi sao không trời ủa dữ vậy trời bây giờ Trăng nó bây giờ nó như nó khoanh ở đây đi chú Năm ngồi xuống đi cho nó bớt mỏi chân chú Năm ngồi bẹp xuống cho bớt mỏi chân xếp bằng lại chú Năm ngồi xếp bằng lại đúng rồi cho mỏi bớt mỏi chân nè đúng rồi lại gặp nó nằm nó khoanh tròn gì khoanh tròn lại ha thấy không cái nó lấy cây mình chọt chọt nhẹ nhẹ nè nó bò ra cái chú nắm cái đầu nó chú dở lên cái chú bỏ vô bao luôn gì nhẹ nhàng vậy ở đây tôi bắt hoài mấy kia kìa nó gặp nó sợ nó chạy đây rồi không tôi kêu tôi lại nó không biết bắt Trăng tôi nó biết cái thằng dân tộc nó chạy lại tôi hỏi chỉ đâu nó nằm đó tôi mới chọt chọt tôi lấy cây tôi chọt ra mà nó cầm cái bao tôi mới cầm bao giùm tao nghe kéo đầu chọt ra rồi tôi bắt tôi dở lên cái ảnh quảng hồng tôi nói sao mày không đeo cái bao vô đây nó đâu còn dính líu nữa mà chở tôi lấy bao tôi bỏ vô tôi nắm miệng lên rồi cái chở gì đây Trăng nó mần thịt luôn lưỡng nữa còn ở đây không tôi bắt là nội đây không là 6 con nè gì Trăng không 6 con còn hổ mây là mấy con hổ mây nãy giờ tôi bắt có con đó với con ở đây 3 kg đó 3 kg được còn con 10 mấy ký là chị không nói ý con 10 mấy ký lụm rồi chứ còn con bằng cái phích chị không nói không dám phích màu vàng chị không nói không nổi bây giờ cái con mà màu vàng đó giờ nó còn chứ đâu nó còn ở ngay chỗ hàng chỗ cái xe kê 7 này chỗ cái đường ô đi vô đó mình đi vô đó xa không chứ đâu xa không cũng xa chứ sao không nhưng mà bây giờ nếu mà ba chú cháu mình đi xuống dưới là mình sợ chú được chung không lọt quá sợ không lọt sao vậy bị hang đâu phải nó bự rộng gì dạ ủa hang nhỏ chứ đâu trời hang nào không nhỏ ở đâu không nhỏ đâu nó đâu có bự rộng gì đâu nó nhỏ có khi tôi phải chen qua tôi chen qua lọt như chú gì chú chen qua không lọt thì chú dính rồi tới có chuyện chú chạy đường nào trời dính lại con cái là con coi xong luôn á chú Năm nó gan cái là con xong luôn á thì bảo cái gì chú đâu có đi được mà là chỉ có con đường đi xuống thôi chú Năm con đường xuống à vậy là ông ở trong núi rồi ông ở trong kẹt núi trong hang núi chứ đâu mấy con bây giờ người ta thu hết rồi tu chú Năm con nghe nói mấy ông đó là ngày xưa là nếu mà bình thường buổi tối là nghe gái te luôn chú Năm có gái không chú Năm đúng rồi còn nếu mà ngày đó chú đi gặp ông chưa được là tôi cho ông chạy chú vừa đó đồ quý kìa anh em chú Năm cho quà hả cái gì chú Năm không? Chú Năm được chú Năm ơi không được chú Năm lụ không được chú Năm ơi chú Năm vợ chú Năm trời ơi lụ chú Năm ơi chú Năm thôi chú Năm ơi con không dám nhận chú Năm ơi thôi chú Năm ơi chú Năm trời ơi lũ là trời ơi tưởng đi kiếm gì không cho mình cây thuốc cây nguyên cục sắt lũ
Từ trên núi tôi dán về đó trời. Chú Năm cho cái lũ đó con em nhận chú Năm ơi. Trời ơi, chuyện lên núi dán hết giờ chú Năm. Vừa ra thuốc đó tổng là 2 kg đó. 1 kg 50 ngàn. Dạ. Bữa chú Năm nói con hổ mây là nó to bằng cái phích đúng không? Ừ. Mà nó nếu mà cái phích đó là nó bự bằng cây thúc nốt đẳng. Đúng rồi. Hay là sao? Đó, ừ. Chú Năm lại để con đo chú Năm thử cái cây thúc nốt coi nó cỡ nào. Vậy là nếu mà vậy là cái hổ mây đó là nó hơn chú Năm luôn hả? Chắc nó hơn rồi. Hơn chú Năm luôn. Ừ. Vậy là phải bự gấp đôi Năm. Hơn là bữa đó chú Năm lượng nhẹ nha, chứ không chú Năm ở đó là nó lượng chú Năm luôn rồi. Bởi vì chú Năm mới thu nó đó, chứ không mà chú Năm lượng luôn rồi. Màu vàng luôn hả chú Năm? Vàng không à. Lạ ta, đó giờ mới nghe luôn, con tưởng màu nâu 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 đen đen chứ. Không phải. Chỉ có mà hổ, gắn hổ mà hổ đen thôi. Ồ, vậy hả? Ừ, gắn hổ nó mới khè không? Khè. Nó khè như chuột cống vậy đó. Còn hổ mây thì nó kêu tiếng sao chú Năm? Nó kêu tiếng như gà gáy mình vậy đó. Te 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 ha. Ừ. Nó có cái ổ ồ chú Năm chắc không đâu hả? Không có. Te te te. Là nó bằng cây thuốc nốt này hả chú Năm? Cỡ này không? Ở đây vậy chưa? Đó đó. Cỡ cây nào chú Năm? Cây nào chú Năm? Đây nè. Đó rồi chú Năm bước lại con xem thử coi. Để cho bà con người ta hình dung được. Bữa giờ bà chú Năm kể cái ở clip trước chú Năm nói bằng cái phích thì người ta nói cái phích thì có phích bự phích nhỏ mà không biết cỡ nào. Cỡ này. Cái lốt này nè. Đâu chú Năm lại chú Năm ôm thử cây nó bao lớn chú Năm. Chắc có cửa đây nè. Đây nè coi chú Năm ôm nè là cả nhà biết đặt cái ông hổ mây mà khiến chú Năm phải bỏ chạy á. Đó. Trời ơi. Trời ơi. Trời. Bà lớn này luôn hả chú Năm? Đúng. Cỡ đó luôn ha. Thật sao đó. Là bữa đó là chú Năm thấy là chú Năm bỏ chạy liền luôn. Ừ. Thành nghề bao nhiêu năm mà không dám lượng cái con hổ mây đó hả chú Năm? Mình nó đâu có chống mình lờ lượng nó được. Ui. Mấy ông đó chắc tù hết hả chú Năm? Nhà sang nhà chú bước ra gì thì đi lại thì gặp nó đâu. Gặp. Gặp thì nó tụt xuống hang luôn. Tụt hang luôn. À. Chứ nó đâu có chống mình. Ừ. Năm làm gì có con rắn mà to chứ chú Năm. Cái gì? Chú Năm nói sao mà nói sao mà con rắn trời ơi trời. Thà chú không đầy ăn nói chứ. Mà chú Năm hứa là không được bằng cái thùng phi tôi trống đấy kìa. Thùng phi. Thùng phi chú Năm. Ngày đâu chú Năm? Trong hang y nè. Con rắn này bằng cái thùng phi chú Năm chứ Năm mới nói vậy. Nếu giờ đâu? Chỗ nào đâu chú Năm chỉ con coi. Là nó cũng có trống lận. Xa lắm hả? Ừ. Còn cái con mà bằng cái cây thúc nốt này là ngay đâu? Đây nè. Mình đi lại xíu được không? Đi lại xíu mình coi thôi. Cho bà con người ta nghía cái khu vực nó coi nó ở chỗ nào thôi. Mình không cần vô chứ giờ vô là nó lượn ba chú cháu mình liền. Nói cửa đó chắc không dám tới gần đâu. Có con cái. Cắn cái thôi chú Năm. Không có, mình đi con cái là đợi đẳng. Dạ không, chạy mình thôi, chứ mình đứng gói ghém thôi, mình đứng mình chỉ cho bà con cô bác ta biết rằng người ta né cái chỗ ra để cho ổng tu tập á chú Năm. Cũng không được. Dạ. Vì phải tới chỗ miệng chỉ đúng của người ta. Dạ. Vậy còn cái này chú Năm, sao chú Năm kể mấy con rắn to vậy chú Năm rồi ha, bà con người ta chú Năm ta không tin nói là chú Năm nó chém gió không à, không có con rắn mà bự dữ vậy chú Năm. Trời ơi, trong hang y thiếu cha gì nội ơi. Mà sao nhiều bà con người ta không có chịu mình nói là con rắn bự quá, nói chú Năm chém gió không à. Sao không, ở đây thiếu gì vậy đó. Mà chú Năm là chắc chắn ha. Mà nói chú Năm chắc chắn là có thiệt chú Năm. Sao không, hang y nó giật mình là một con đem series vô kéo gì đó. Cái gì vậy chú Năm? Ừ, rồi cuối cùng chỗ cái hang đó bây giờ nó giật mình nó bể một cái. Còn hơn cái nhà tôi nữa kìa. Cái gì con rắn mà đem xe vô kéo chú Năm? Bị nó quá bự. Lâu chưa chú Năm? Lâu chưa? Năm kia lận. Mới năm kia rồi hả? Ừ. Cái gì mà sao chú Năm bữa đó chú Năm không điện tụi con xuống quay? À biết đâu. Năm kêu tụi con xuống. Nhà nước mới cấm cái gì đâu cho giật. Ừ. Đâu cho giật miền. Dạ. Còn cái con kia là cái đây. Cái hố ngay đây chú Năm. Chú Năm. Còn kia thằng á. Đi đâu chú Năm chú Năm. Mình lại mình lại xíu mình chỉ cho bà con biết thôi chứ mình đâu vô đâu được. Mình vô là bà nó lượng mình liền á. Đúng rồi, đừng có vô. Cũng không được nữa. Bây giờ chú Năm đâu cũng đâu dám vô đúng không? Không phải, không phải không dám mà có cái là người ta cấm quay phim ở khu vực này hết trơn nè. Với chỗ hang quân y rồi ý. Hang quân sự chứ chạy vô. Đúng rồi. Ta cấm hết trơn đó. Rồi chú Năm này nói là hiểu rồi. Tại vì chỗ đó là của quân sự. Khu quân sự không quay được. Khu quân sự là mình đâu có vô. Khu quân sự thì khu quân sự là không được. Tại vì con tưởng ở gần đây, cái quân sự quá xa mình không vô. Có hang quân y thì có thể vô quay được. Thôi, nếu mà bên quân sự, quân y mình giữ. Giữ với đất nước của mình. Thôi vậy mình đi vô đi chú Năm. Ok. Rồi quần lại chú Năm, quần lại. Mà nhưng mà cái hang nó bự không chú Năm? Ở đây nè. Nhỏ. Nó bự không? Cũng không bự, nó nhỏ có kẻ đi vô gì có không. Có kẻ đi vô ha. Trong như chú lớn con đi vô mà có gì chú chạy ra không được. Trời ơi, bắt con chú Năm rồi. Chú Năm dẫn người trống rồi, chú Năm bỏ chạy trước không biết chạy đường nào luôn á. Con sao? Ừ, vậy đó nó khó lắm không phải vậy. Tại vì chú Năm nãy giờ mình ngủ đi chú Năm e ngại hoài. Vậy không được. Chú Năm nói luôn, chú Năm cũng sợ cho tụi con chứ hơn. Chứ còn hai muốn y thì đi được. Nhưng mà nếu vậy là cái ông đó ông tu hả chú Năm ha? Ông rắn ông tu rồi chú Năm. Tu rồi.
màu vàng hết ta, là ngồi tiên mới nghe luôn á. Có mây màu vàng ha. Nghĩ sao nó bằng cái cây thuốc lốt này trời. Nếu mà nói mình là cái giống ông mây đó là có mấy loại chú Năm? Có một loại một à. Sao nhiều chú kể là màu đen móc gì nữa chú Năm? Màu đen móc là rắn hô đất. Sao nhiều chú nói là con ông mây là cũng màu đen mà? Ừ. Không phải, mấy đại vô nhà tôi hai con kìa. Ủa? Thôi, là ông chú Năm? Không có vô hai con mà không phải hổ mây. Chứ gì? Mà gì? Con rắn hổ đen. Hổ đen hả? Hổ chú hả? Hổ chú. Ừ đó, nó bự cũng cỡ này nè. Mà nó nằm dưới cái chổng gì đó. Trời ơi. Rồi. Hết ổ gà trứng gà thôi rồi. Cái giống nào chú Năm? Chuyện tôi nó nằm nó bò vô bằng dưới cái chổng á, chổng nè. Trong bụng tôi lấy cây tôi đập không được. Mấy đại nó ăn hết hai ổ gà. Tôi tính giờ tôi để tao. Tôi tính đụng tôi lấy cái dao nhỏ tôi cột cao su rồi tôi gặp nó vô nằm dưới đó. Đâu cần chụp nó được. Chỉ lấy dao là xong. Chứ có gì đâu. Sao chú Năm không dùng cái vỏ giữ chú Năm á, chú Năm chấn. Làm sao mà nó nằm dưới đứa chổng gì là chú dở cây đâu chú quách nó được. Chú quách nó không được. Phải không? Đó, đi nằm chặn gà đã dưới chổng gì nè. Rồi xong bắt đầu ra. Gà ra vô thì gặp nó bò vô nó ăn. Nó ăn hết ổ tôi chổng rồi. Đó. Rồi chú làm sao chú đập nó được. Còn nếu mà mình dùng vỏ để mà mình thu phục nó thì thường thường là ở trong này. Ở trong mới được. Bây giờ mà chú Năm nhớ cái bài mà chú Năm thu phục nó không? Bài vỏ đó. Thì cái chuyện đó làm sao mình chỉ được. Ý là mình nhớ không? Bây giờ chú Năm múa lại dài đường cho bà con xem được không? Coi thử chú Năm. Bà con cũng khoái, tại nói chú Năm bảy mấy tuổi mà chú Năm còn ấy vỏ được là quá dữ rồi. Với lại cái vỏ gì, ví dụ vỏ bánh hổ rồi thì thường, chứ còn vỏ bánh rắn là hiếm lắm nha. Khó lắm á, phải gia truyền á. Có thể chú Năm mới có được thôi đấy. Vì là bên Trung Quốc mà có vỏ đánh hổ rồi, ở Việt Nam có vỏ đánh rắn, bên nào có vỏ đánh rắn. Đúng rồi, tôi tính văn vàng lưới rắn kìa, bệnh rắn dữ lắm. Cái gì chú Năm? Trung Quốc á, tôi đi bệnh, một lần, ngành chính tôi anh sợ lắm. Rắn bệnh dữ lắm. Rắn hô đất, rắn lãi gì cũng cành không à. Ông gian vàng lứa bán tiền không đó. Mà nội sợ đi bắt á. Nói vậy đó. Thôi bây giờ mình lớn tuổi giờ mình cũng đừng ở nhà nghỉ ngơi cho con cháu đi chứ chăm sóc cái Năm. Nhưng mà bây giờ cái vỏ của chú Năm á là bây giờ chú Năm còn nhớ không? Chú Năm đi thử một hay đường quyền cho rồi. Bà con người ta xem. Chú Năm đi dài đường quyền. Có nhiều con chú cái clip vừa rồi lên là mấy chú khoái cái đường vỏ chú Năm lắm. Tại vì thấy chú Năm nó chú nãy chú Năm nó bảy mấy đúng không? Đúng rồi. Gần 70 rồi mà 70 cái đường đi mướt quá mà. Người ta ngưỡng mộ chú Năm lắm á. Cái vỏ rắn là hiếm có ai mà có lắm nha. Chỉ có mình chú Năm là cái này là chú Năm đoạn luôn chú Năm. Làm bài luôn chú Năm. Rồi giờ chú Năm hát bài gì chú Năm giới thiệu luôn chú Năm. Đây cảm giác, đây cảm giác nha. Quá lâu
lâu, hết sức lâu mới ca lại. Thiếu nữ đời nay tới thời đại, họ diễn xa đô ăn mặc nữ tân thời. Đấy. Khiến cho thế tôi sao lại quá âm thầm. Tôi ra đi bên miền thủ tử, sống cảnh khổ cuộc đời mà lại khổ lắm là đau đau. Thế tôi khổ chừng nào biết quý khai bao nhiêu, mà tôi lại khổ càng nhiều hơn nữa. Ôi đau khổ bao nhiêu lòng tôi tan nát, ôi khóc ra đi phải chịu cảnh cơ. Hay quá chú Năm ơi. Chú Năm, trời ơi trời, bỏ lâu rồi còn được vậy đâu chú Năm. Trời ơi, gì ông Phi hỏi tôi Văn Hường mà. Ừ. Tôi vợ tôi diễn bển mà. Chú Năm diễn như Văn Hường luôn hả? Ừ. Trời ơi trời. Cái gì vậy? Là sân khấu luôn mà bởi. Cái lương Văn Hường nổi tiếng lắm á. Bởi vì Lương Phi bển về hỏi tôi là biết liền đó. Năm ngoái tôi về, Lương Phi cũng mấy đứa nó sống lại. Chí nó đợi, nó nói về lâu nghe dữ rồi, không về anh ca lại đi. Tôi nghe. Làm đón được năm. Quên mà, phải làm. Rồi. Bỏ lâu. Thế ra cái chú Năm là bỏ bao nhiêu năm rồi? Bỏ năm rồi, chơi mười cả 10 năm rồi. Chơi 10 năm rồi sao làm còn ngọt quá vậy? Tại vì cái bản của mình là bị phải, nếu cái bản vật nó phải lâu đời thì mình phải giật hoài là nó nhớ, nó thường nó thường chú đi ca lẹ được, nếu Văn Hường chú ca phải lẹ chứ cô, chú ca chậm thì đâu có được. Dạ. Ngày xưa là chú Năm là ca sĩ nguyên cái xóm luôn hả hay sao? Không, xóm này tôi ở Lương Phi mới có. Dạ. Vì xóm này tôi mới về đây. Vậy là xưa là chú Năm là có là kiểu mà giọng cao vàng luôn ha. Đúng. Dạ. Ngày xưa chú Năm có đi diễn với nghệ sĩ ưu tú nào không chú Năm? Không, ta mời tôi không đi. Mời mà không đi. Trời trời. Sao vậy? Ai mời chú Năm? Ai mời chú Năm? Của huyện này nó mời. Dạ, à, ở huyện mời ha. Huyện mời chứ tỉnh lên họp. Sao vậy? Sao không đi? Không. Nghĩa là mình thích ca giao lưu mình chơi vui thôi ha. Đúng rồi. Trời, chú Năm này thấy con đi uống kìa. Bởi vì chú nghĩ cái bản thân thì chú, mình anh thì chú đi. Đó, mà cuối cùng là chú đi, rồi chú bỏ con, bỏ vợ gì đây? Dạ. Phải không? Ừ. Đi vào cái con đường nghệ thuật là phải đánh đổi hả chú Năm hả? Đúng rồi, phải chịu rồi. Mày đi diễn xa rồi, phải xa vợ xa con rồi. Đúng rồi. Dạ. Có cái trời không sao, tôi đi theo đoàn lâu lắm rồi, tôi có vợ con tôi mới nghỉ luôn đó chứ không phải không luôn. Đó. Ngày xưa là chú Năm đi hát là mình đi hát ở phòng trà hay là mình hát sao chú Năm? Không, hát đám cưới rồi kia nọ. Đám cưới rồi kia là mình vừa đờn vừa hát luôn. Không phải, bị có người ta đờn. Có người ta đờn. Đúng. Còn cái này là giờ có thấy chú Năm hay chú Năm đờn luôn mà. Chú Năm chú Năm tự thì có cái mình ở nhà thì ngồi mình đã đờn. Thấy không? Ừ. Chú Năm có thuộc bài cái gì mà ta, bài gì mà Đất Phương Nam không chú Năm? Làm đoạn nghe chơi thử chú Năm. Đất Phương Nam. Không nhắc gì. Ai đi về miền đất phương Nam. Hả chú Năm? Nhớ nhớ vô đó. Bà rồi nghe lên đó, vui lắm. Dạ. Đừng ca tài tử danh miễu dữ lắm. Chú Năm ơi, bây giờ chú Năm gửi tặng khán giả một cái trích đoạn nào mà chú Năm còn nhớ và yêu thích nhất đó chú Năm. Cái đó là cái gì chú Năm? Cái đó là cái gì? Lên dây. Lên dây. Chỉnh dây. Dạ. Chỉnh dây ạ.
Nè không có dây đàn, không có này, không có này cũng nghĩ đàn luôn. À. Vì nó lạc là cây này chắc cũng mấy chục năm hả chú Năm? Cây đờn nha. Đàn là tôi con nó mua ở thành phố đem về để đưa. Nó đâu biết lựa đâu. Mua thí về tôi để tôi đàn cũng năm nay nó cũng 10 năm rồi. 10 năm. Ừ. Cái này là cái gì chú Năm? Miếng miếng này miếng lên dây đàn. Lên dây đàn. Ừ. Dạ. Đó, nè. À. Lên đúng rồi, lên dây đàn nè. Dạ. Ừ, đó vậy đó nè. Con thấy chú Năm cũng yêu âm nhạc á, lâu quá trời luôn mà con thấy chú Năm còn cất cây đàn giữ tới giờ luôn. Đúng rồi. Đúng là nghệ sĩ mà, có khác. Ở nhà khi tôi còn bình tĩnh, tiếng ca này cái nợ lúc thì tôi ngồi tôi đàn lên tôi giật. Vậy thôi, những bài bản. Vì sao chú Năm giỏi vậy? Vì văn giỏi song toàn, giỏi cũng có học. Hay là tôi thi, hay là kiếm tiền bản. Mình cũng giữ đàn bình thường. Nói rồi mình viết rồi bỏ mười mấy năm nay tôi không có đời nữa. Có chùi có bọng gì đâu. Dạ. Hồi xưa chú Năm học học võ là chú Năm học bao nhiêu năm? 6 năm. 6 năm. Văn văn võ song toàn luôn. Giờ đờn ca tài tử là cái gì chú Năm cũng lụm được hết vậy hay vậy trời? 6 năm chứ mình đâu cũng chưa có lại người ta nữa. Chưa lại chứ. Có người tài tài hơn. Dạ. Nhưng mà cũng trong thầy học với nhau đó, thì nó không lại. Kiểu như mình học gì 6 năm đó thì chỉ để là phòng thân với lại mình đi lượn mấy ông rắn to to thôi ha. Phòng thân thôi. Dạ. Cái đàn quá tuyệt vời cả nhà. Không ngờ chú Năm hát lâu rồi. Cái gì gọi là người đàn ông quá đa tài. Nhiều cô chú nói là sao chú Năm 70, gần 70 tuổi. Chính xác là như bao nhiêu năm? Bảy mấy? Tôi thấy năm nay là 76 tuổi đó. 76 tuổi mà sao mà chú Năm đi đường quyền mà sao còn ngọn ơ chú Năm? Quẻ dữ trời. Còn nếu đường roi thì mình đây nè. Cái gì chú Năm? Cái này gì chú Năm? Nếu đường roi. Đường roi hả? Đường roi hả? Ừ. Dạ. Thử coi chú Năm. Nếu chú cầm cái đường roi mà chú quánh ta đó. Dạ. Là chú phải biết. Đường roi là phải ngang cái đầu này nè. Dạ. Thấy không? Đó. Thì chú quái, chú cầm bãi tổ nè. Đó. Thấy không nè? Chụp liền nè. Phát liền. Đâu có đà sợ. Nếu chú nhảy vô thì phát liền, thấy không? Phát chú liền. Mà chú không cần quánh ở trên. Chú quánh cặp giò. Dạ. Yeah. Là đỡ cho được, thấy không? Để tôi tấn tôi quánh cặp giò chú đỡ, nhảy đi. Nhảy tôi quất nữa. Có gì đâu. Thấy không? Cái đường roi nó dài, chứ nó phải cục gì. Đó. Nhảy. Rồi chú Năm ra trống trống, chú Năm làm thử dài đường rồi chú Năm. Đây chú Năm. Cái cây cục quá. Dạ. Yeah. Chú Năm muốn làm thử dài đường cho mấy cô chú ta xem chú Năm. Nếu đây bác. Vậy nè thấy chưa? Dạ. Chú phải chụp gì nè. Chụp gì nè, đưa lên đây nè. Thấy không? Đó, thì bắt đầu người ta tấn công, còn mình quánh liền, còn không mình kéo đường lao liền. Thấy không? Ừ nè. Đường lao như tài quánh vậy đó. À. Chú quánh kéo đường lao liền. Quay liền. Ừ. Quay cây. Ừ, quay cây luôn. Ồ, hay dữ ta. Nó nào không quay. Quá ok rồi chú Năm ơi. Mười vô đâu chứ vừa đâu cả tám sáu năm đúng sáu năm học võ 6 năm võ nghệ không phải là dạng vừa đâu nha cả nhà. Còn nãy chú Năm đi mấy cái đường tay không về là cái gì chú Năm bỏ mình bỏ cái gãy xuống chứ Năm tay không cái thao cái chừng cái thao chứ cái đó là kêu đường bộ dạ. Chú phải đầu tiên chú học nè. Ui dạ. chú học que que quen gì que nó chú tại về khi hừng sáng chú tập đi hai tay chú quen vậy nè nó còn thứ ba là chú phải tập chú đi chỏ dạ thấy không nè chú đi chỏ gì nè phải không chỏ xuống không chú Năm có chỏ ngang không chú Năm có chứ dạ có chỏ ngang với chỏ lột nữa mà dạ biết chỏ lột không là sao chú Năm sao ta là chỏ quen sao đâu phải cái chỗ lột nè cái chú đứng à rồi rồi chú ôm ôm cỡ tôi đi rồi chỗ lột chỗ Năm chỗ Năm đó cho lùi đẩy xuống là ngay đây nè đẩy xuống ngay đây luôn dạ quánh xuống này luôn chỗ lột ta bị ta ôm mình thì mình ôm dù ôm gì ha là mình xoay ra mình đưa lên khỏi xoay chân á dạ tay nó dở lên kéo xuống liền nè dạ thấy chưa rồi cái tay chỗ Năm cứng rồi ta bén à bên này kéo xuống luôn nếu kéo bên đây còn bên kia nhảy bên này nếu hai người nhảy vô thì cái chỏ này đưa lên ui thằng kia nhảy vô anh đưa ngang cành sườn này à đừng ngang ở đây luôn ừ đúng rồi vỏ sườn cái tay cứng ngắc hả cha thì phải té liền chứ chạy ra khỏi hồi xưa chú Năm có luyện do mấy cái khúc
cái cây gì quá nhiều ta, cái thúc nốt không? Con thấy người ta hay luyện vô cây thúc nốt mà người ta để mà người ta tập cho nó cái cơ thể cường tráng á. Không phải, nó tiện luyện, nó luyện bao cát. Bao cát. Ừ. Là chú Năm hồi xưa là chú Năm luyện bao cát. Ừ. Còn mà nếu tập và phóng đó, nó không có gì khó chứ. Phóng là sao? Phóng sao chú Năm? Giống nhà vậy, đứng ngoài nó phóng lên luôn. À, khinh công quá hả chú Năm? Ừ. Là sao? Sao chú Năm phóng được? Chú phải đào hầm. Dạ. Yeah. Đào hầm xuống khoảng chừng 5 tấc nè. Dạ. Yeah. Chú đào 5 cái hầm gì nè, chừng 5 tấc, bắt đầu chú nhảy hoài 5 cái đó mà lên được, thì chú đào xuống khoảng 1 thước. Dạ. Yeah. Thấy không? Yeah. Thì chú mới nhảy nữa. Ừ, dạ. Yeah. Chú nhảy cho hầm lọt ngay bởi bên chính hầm đó đó. Chú nhảy lọt xuống hết, thì chú đào xuống 1 thước, nha. Dạ. Yeah. Đó, thì chú thấy, đó, thì chú đứng dưới này, chú nhảy qua cái lỗ này đâu phải vừa, phải không? Dạ. Yeah. Chú nhảy phải lọt xuống đó, còn chú không lọt là chú bị bá ra trường không đó. Yeah. hồi xưa chú Năm nhảy là cao chú Năm? Cũng cao mà. Dù cái cỡ mà. Cái nóc nhà này ngày xưa là chú Năm nhúng cái lên tới không? Ừ. Đó bộ gì nhảy lên chẳng phải ra hả? Phải ra luôn hả? Ở đây lên chẳng thì cũng gần 4 mét á. Gần 4 mét chú Năm? Gần 4 mét mà chú nhớ chỉ kinh công là chú đào xuống lỗ 1 thước rồi, thứ 5. Chú nhảy tới thứ 5. Thì chú tự lỗ này thứ 5 mà chú nhảy qua lỗ thứ 5 này. Rồi chú phóng qua chính lỗ thứ 5 này chú thấy. Mà chú nhảy đủ chính lỗ rồi xong là chú mới đạt yêu cầu đó. Dạ. Chú thấy nhảy được không? Chú Năm. Dạ. Để mà luyện được từ cái đất nhảy lên nóc nhà gì luyện bao nhiêu năm mới thành công chú Năm? Nó cũng không bao lâu. Nếu mà luyện nó thì 2 năm là được rồi. 2 năm nhảy được rồi. Đúng rồi. Mà ủa. Con cái là gì? Nó như bây giờ người ta đào cái hầm đây nè, thấy không? Đó, đào hầm đây xuống 1 thước nè. Nếu nhảy đúng lên thước này nè, phải không? Đó, chú nhảy làm sao từ đây nhảy xuống hầm này 1 thước nè. Lọt xuống đây nhảy qua hầm này 1 thước nữa nè. Dạ. Nó thì chính. Hồi xưa cỡ như cái nóc nhà này là cỡ 4 mét này, chú Năm nhúng cái là lên liền ha. Nhúng cái lên nè, không có gì hết. Trời ơi. Không. Tại nói 2 năm thôi, nó nghe thấy ngắn gọn thôi chứ 2 năm phải là một cả một cái quá trình mà tập luyện á. Cú đá cũng vậy. Dạ. Chuyện mà học cú đá cũng vậy, đâu phải dễ. Cú đá mình ra ngoài chú Năm, ra ngoài. Ngồi đá chú Năm. Hết người chú Năm. Nó trúng. Đây, đây nè, coi chú Năm đá nè. Đây, sao cho chú tung cước cho cả nhà xem nha. Quyền nó cái thứ đó cả nhà gì cú đá mình tấn công là gì đã đứng tấn công cú đá cầm đá liền nè là muốn trúng trúng luôn rồi từ chú Năm đứng xích lên đây đứng xa cả rồi chú Năm luôn luôn lên tiếp rồi luôn lại đó chú Năm đứng ở đây thì chú Năm liên cướp rồi chú Năm đá cái con đuổi ba em không nhảy nhảy á mình đứng gần mới được thử thôi mình thử là gì đó chứ bây giờ nếu kéo mà tôi đá chú nè chú nè chú đỡ liền đây nè sẽ đá liền phải không nếu đá là né chú né qua này dạ. Bên này trả liền à trả lại luôn ừ chứ không phải vừa trời nó chú đứng gì đó hay gì đó chú đứng đá cái một đá, né trả né. còn nếu không né tấn công lại nữa thì có ai đâu sợ sao tấn công nữa thì đây kéo liền ủa chế lên nữa hả quánh liền ừ lên dữ rồi quánh tấn công ta còn xưa mình bay nóc nhà là mình nhúng vậy hả chú Năm nhúng nhảy lên dựng chân nhúng bay hơn chú Năm đúng rồi mình nhúng sao chú Năm nhúng sao chú Năm thì mình rung xuống vậy nè ừ rồi bay sao bay lên không lên có dạ. Quá nhẹ nhàng ta bị mình tập đi ra rồi thấy không dạ cái nóc nhà này mà chú Năm phóng cái một lên luôn trời cao lắm á 4 mét á xuống chú Năm bay cái lời kia luôn nghe đó bởi vì xưa bà ông bà nói là không biết là nói mình có kinh công là vậy đó không chú ba đúng rồi có con nó phải học hầm gì đó rồi nó học nó nhảy từ dưới hầm 1 thước mà chính cái hầm gì 1 thước không đó chú tính mà chú từ cái hầm này chú nhảy qua hầm này 1 thước phải không dạ. Đó mà lọt xuống được đó mà chú nhảy không đúng rồi chú ngã ngang ngay bị bê sườn vô dạ. Chứ có vừa đâu dạ. Chú Năm hồi đó là mình học võ gì còn có bùa không chú Năm nghe nói giờ võ bùa gì nữa chú không có võ bùa thì khác ủa chú Năm học khinh công vậy là chú Năm có chạy được trên mặt nước không không được không được chứ mình chưa có luyện tới mà cái đó là phải luyện mới tập được hả chú Năm đúng lại có thiệt hả chú Năm chạy có được chứ. Hả sao không ý là mấy ông mà học cao là ổng chạy được mặt nước luôn chạy nước luôn đó. Giống như trong phim vậy hả chú Năm đúng luôn ủa con tưởng cái đó là người ta ghép trong phim thôi chứ không phải ở ngoài nó cũng mà có. Cái đó là môn đó là mình phải học làm sao chú Năm có chia sẻ một xíu không mình học làm sao học mình phải luyện luyện là như ruộng mình nè đất xịn nước vậy đó dạ. Chú mới luyện xong rồi chú mới chạy chú lấy nồi công chú chạy yeah. Cũng như chú chạy trên mặt nước không rồi đó nó mới luyện được nhưng luyện mà nó mới quay phim được chứ dễ gì nhưng mà nếu mà trước tiên để chạy mặt nước là mình phải luyện ở trên ruộng trước đúng chạy cho quen rồi xong mới xuống xong mình trải chiếu rồi mình chạy trên cái tấm chiếu luôn rồi sau khi xong mà chạy tấm chiếu quen rồi bỏ chiếu luôn chạy nước luôn. Chạy nước không đó là ở khu vực mà ở dưới đây là có ai có từng học chưa hồi xưa mấy huynh đệ của chú Năm á có ai học được cái đó không có ai học đâu
cao thủ quá hả? Cái đâu là cao quá hả chú Năm? Cao lắm, học nó lâu đời lắm. Lâu đời hả? Đúng, lâu đó là gọi là khí công hả chú Năm? 10 năm, mười mấy năm thôi. 20 năm là có. Đúng, chú phải có tiền chú học đó mới nổi. Ủa vậy hả? Mà chú không tiền chú đâu học nổi. Đó, đó phải nói là khinh công hay là khí công chú Năm? Khinh công không. Khinh công. Còn khí công là khác nữa. Ừ, khí công đó. Khinh công là gì? Mình lấy nậu công của mình. Bay. Mình bay chỉ đạp dưới nước này là phóng lên rồi dạ. Đó. Còn khí công là mình chưởng hay sao chú Năm? Khí công chưởng không à? Là có bị tổn thương không? Hả? Mình chưởng đứng xa mình chưởng gì nó không đúng là mình phải bị đó. Vậy hả? Ừ. Ừ. Chứ bây giờ. Dạ. Hay vậy ta. Mà ông thầy tôi nói thành công. Chào cô Năm. Chào cô Năm ạ. Dạ. Vậy đó. Chứ bây giờ. Là xưa cô Năm mê chú Năm này nhờ cây đàn đúng không? Chắc mê nhiều thứ lắm chứ. Hả cô Năm? Hồi xưa ông chú Năm hát hay đúng không cô Năm? Rồi chú Năm 76 tuổi mà coi nè. Khỏe không? Nhà coi là khỏe nè. Đi à. Cái cặp giò này. Chú có nghề đi. Chú có nghề đi khác liền. Tôi phải không trời mưa tôi núi vậy. Không trời mưa là núi ha. Mưa cái gì? Núi rồi chú Năm leo tránh luôn hả? Leo tới đi bộ lên đây nè. Ra đây chỗ đậu đi lên. Hả? Lên trả luôn. Lên trả nó phân này nè. Sao nổi? Sao nổi trời? Trời ơi. Sao nổi trời? Trời 76 tuổi mà đi núi. 76 tuổi leo núi cái núi cao gần đi bình thường có gì đâu sợ. Dạ. Chú Năm nói là không tin nổi luôn. Cái hầm quân sự nè. Bây giờ nếu mà mấy anh em có lại là ngồi tí là mấy chú cháu mình leo núi luôn ha. Leo núi thử luôn ha. Mà chắc chú Năm leo không lại tụi con đâu. Trời ơi, chú thấy vậy đó, sẽ chú thua rồi đó. Thua thế nào? Tôi nói thiệt. Dạ. Yeah. Sao vậy chú Năm? Sao chú Năm nhìn chú Năm sao biết chứ. Tôi biết rồi con thua. Mấy chú đi lên thì được. Dạ. Yeah. Đi xuống mấy chú đi không nổi. Ủa, đi xuống mới dễ chứ. Dễ gì dễ. Thấy vậy đâu phải dễ. Tôi nói thử không? Đi không chú lợi lên nè. Là thấy để thấy vậy đó mà nó dễ lội là chú chỉ bước vườn đi lên không à. Dạ. Phải không? Là lúc đó là chú còn khỏe. Còn đi xuống rồi chú lội tới chở nó mãi rồi. Bắt đầu chú đi xuống hai giờ chú nó rung gì nè. Dạ. Nó bị đi xuống là nó chuối xuống gì không nè. Ừ. Phải không? Nó chuối không à xuống chú đi. Rồi bởi vì rung gì nè cái chú chuối xuống luôn nữa. Bởi mấy nhưng mà ông tôi đuôi rồi cũng lớn con rồi lắm. Ông xuống tôi gánh phần xuống cái ông nó chở cái phần nhà xèo à. Cái ông nó để ông đi bữa dạ, tên ừ bên. Ông lên thôi cái ông nó để cho ông gánh. Ông gánh xuống nửa đường hà. Ông gánh hết nổi ông ấy. Rồi mà xuống đi sao không được. Rồi mà tôi mất chụp lại đó. Bị xuống gánh trên vai nè. Rồi ông đi xuống dốc nè. Hai giọng rung ở đâu. Nó chuối xuống luôn nè. Bao phần bao nhiêu ký vô nè. Bao phần bên khoảng 15-20 ký vậy đó. Một bên 15-20 ký là hai bao là khoảng 40 ký. Đi xuống núi luôn. Xuống núi luôn. Trời ơi. Ui. Chú Năm còn khỏe lắm ơi. Chú Năm khỏe dữ vậy. Mà đi xuống núi là khó. Yeah. Nhẹ coi cái chân của chú Năm kìa. Cái này. Chú Năm kìa. Thấy không? Chân nè. Gân lên rồi. Đấy. Chú đi lên chảnh chú lên nổi. Dạ. Chú bắt đầu chú sợ. Bởi vậy hàng chi chú Năm nói tụi bay ở lại đi rồi ngồi tí lên rừng. Sao mà leo núi nổi. Sao đi nổi. Ở đây đang đi núi rồi đi giếng đi đầu đó đi núi. Dạ. Người ta nói đi lên xong rồi nó dễ đi xuống mà ai dọa rung đi xuống được. Nó có mà phải gì? Có chiêu hả chú Năm ha? Hả? Phải có thể lực đồ này kia mới xuống nổi hả chú Năm? Không phải. Hay là mẹo? Ăn thua mình à. Ăn thua mình hả? Ừ mẹo chứ không có gì. Mẹo hả chú Năm? Ừ. Chú Năm như gì á phải gọi là cao thủ trong từng cao thủ. Cao.